Bài giảng trên núi. Tám mối phúc. Matthew chương 5 từ câu 1 đến câu 12. Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Xin kính chào ông bà anh chị em. Hôm nay là Chủ nhật, ngày mùng 1 tháng 11, lễ các thánh nam nữ của Thiên Chúa. Vâng, thưa ông bà anh chị em, cứ mỗi lần chúng ta mừng lễ các thánh nam nữ của Thiên Chúa, Hội Thánh lại cho chúng ta suy gẫm đoạn tin mừng của Thánh Matthew chương 5, nói về tám mối phúc thật, bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Vâng, tám mối phúc thật hay được gọi là hiến chương nước trời. Nước trời cũng có một bản hiến chương, và muốn trở thành công dân nước trời, chúng ta phải sống và thực hiện theo cái bản hiến chương này. Cũng như muốn trở thành một công dân của một quốc gia, một dân tộc nào đó ở trên thế gian này, thì chúng ta phải thực hiện hiến pháp, quy luật của dân tộc đó. Các thánh nam nữ là ai? Thưa, đó là các tông đồ, các giám mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ và toàn thể những người Kitô hữu chúng ta. Các thánh đã đi trước chúng ta, họ giống chúng ta mọi đàng, nhưng các thánh là những người có thể nói rằng là những người Kitô hữu đã chiến thắng. Họ đã vượt qua đau khổ ở đời này, như trong sách Khải Huyền đã nói đến, họ đã giặt áo mình trong máu của con chiên. Họ đi từ đau khổ mà đến trong vinh quang. Họ đã can trường giữ vững đức tin trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống để làm chứng cho Chúa. Và cuối cùng họ được Thiên Chúa ban thưởng hạnh phúc nước trời. Họ trở nên công chính, thánh thiện. Và các thánh nam nữ là những người đi theo Chúa Giêsu Kitô, hoàn tất cuộc đời này trong sự thánh thiện và được Thiên Chúa cứu độ. Và các ngài đang chiêm ngưỡng vinh quang của Hội Thánh Thiên Quốc. Các ngài đang được đoàn tụ, sum họp với nhau trong vinh quang của nước Chúa. Và khi mừng lễ các thánh nam nữ, Hội Thánh mời gọi chúng ta nhìn lên cái giáo hội Thiên Quốc đó. Cái giáo hội lữ hành nơi chúng ta đang sống, chúng ta phải đối diện với những thử thách, với những khó khăn, bắt bớ, cấm kết như các thánh đã từng đi trước chúng ta và đã từng trải qua như chúng ta bây giờ. Khi suy gẫm về điều đó, thì Hội Thánh mời gọi chúng ta phải vững lòng trông cậy, phải giữ vững đức tin để vượt qua những gian nan khốn khó ở đời này, để một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ được đoàn tụ với các thánh trong vinh quang của Thiên Chúa. Vâng, thưa ông bà, anh chị em, khi mừng lễ các thánh nam nữ, chắc mỗi người chúng ta ai cũng ước mong được nên thánh cả. Ao ước sau khi hoàn tất cuộc đời này, chúng ta được Thiên Chúa cứu độ,
Đó là khát vọng cháy bỏng nhất của người Kitô hữu chúng ta. Vậy thì bao lâu còn sống trong cuộc lữ hành trần thế này, chúng ta được mời gọi noi gương các thánh, giữ vững đức tin, chấp nhận mọi gian nao khốn khó ở đời này, sống công chính, thánh thiện, để lời của Thiên Chúa làm lương thực nuôi sống linh hồn chúng ta, chi phối những hoạt động, những chọn lựa sống của chúng ta, làm cho môi trường của chúng ta đang sống chan hòa ánh sáng sự sống của lời Chúa, xua tan những bóng đêm của tội lỗi, của gian dối, của bất công, của bạo quyền, để niềm hy vọng về trời, niềm hy vọng được đoàn tụ với Hội Thánh Thiên Quốc trở nên hiện thực trong đời sống Kitô hữu chúng ta. Amen.